Alo, alo. Ơi, chào mọi người. Nay về trễ nữa. Mày phải đi công chuyện về trễ nữa. Sao vậy? Sao về? Đây em mở nó bảo hiểm ra. Sao đấy em chọi bản? Ồ, hôm qua đây nó ung dịch như vậy. Ung dịch bản chỗ này không? Trên cùng á. Ở đây cam chỉ là sao sao chỗ chỗ người ta đang làm việc mà cứ lại đây quấy rối là sao? Thắc mắc sao chơi game này nó mạo hiểm. Thay cái quần ra đây, quần dài mặc khó chịu. Áo trên cùng kiếm gì hả? Có kháng nè. Phải nón ra. Giờ sao ngồi khó chịu không? Ta thay quần đùi, có quần đùi quá trời cho mượn. Không vừa. Tết cho mượn quần đùi mặc kìa, khó chịu. Chạy nón ra. Giờ có cho chỉnh lên không? Mà chim nợ nón gì vậy? Vậy đầu bị lạnh, lạnh máu ác, bác sĩ dặn là phải giữ ấm. Tết lấy cái nón khác rượu tích. Chạy nón ra. Giờ có cho chơi không? Giờ cho chơi nè, cho luyện tập nè, sắp quấn kênh nắp xì, lần sau quấn kênh nó không cho luyện tập là sao không? Có luyện tập không? Đang luyện tập, nghe nhạc giải trí. Đó, giờ đang luyện tập. Phải nón ra. Rồi, đi qua. Phải nón ra, tập trung luyện tập. Để luyện tập, phải đội vô, phải tập trung, mình phải ngầu mới tập trung được. Không. Ừ. Đi qua đi. Uống bia không? Được rồi, cái gì uống vui mà giờ, vui mà cho gì uống đó. Lạnh đắp mền vô. Ôi mền mới luôn. Lên chat thì kìa. Qua con lên chat thì kìa. Đợi nón ra. Lên chat thì kìa. Đó nãy chưa ăn luôn. Khó vậy khó. Không mà cái con người người ta đi yêu đời mình không nên mình tìm hẳn sự sung sướng. Người ta đi yêu đời ta làm cái gì là đúng là mình phải là hậu thuẫn là hết mình. Giờ mà nó chỉ tôi, nó kêu con kia con chó, nó kêu tôi con mèo. Tôi kêu con mèo, có con mèo cũng chắc chắn luôn. Nó sai. Thường ngày than hoài à. Mặc quần rin dài là khó chịu. Đi đâu mặc đồ đi đánh giải mà còn vậy như là câu có với trọng tài, câu có với ban tổ chức thì kêu tại sao cứ bắt mặc pin mang giày mệt khó chịu. Hôm nay vô là áo sơ mi thẳng chưa đóng thùng, mà đóng thùng chưa nổi thôi tại vì cái vòng nó hơi to. Quần jean dài về tới đây thôi. Sức dầu thơm mà ngồi nó mới lạnh. Giờ tôi mới phục ông Trúc Nhân. Hát nó cho bài chất quá. Hát bài 4 chữ lắm rồi giờ tới bài 4 chữ lắm là bài yêu xa đúng không? Yêu xa yêu gần vậy đúng không? Giờ tới bài là đã quan tâm thì chứ quan tâm là chúng ta cặp với chị nào. Đợi á. Giờ đây bố ba như là cái lượng xây dựng cái chỗ của ba xây dựng lâu rồi nó sụp đổ nào không hay, bây giờ phải đổi, mình phải thử, mình phải an toàn cho mình trước. Mạnh vỡ cái vật thể lạ nó bay vào. Không, tôi nghĩ là chắc hôm nay là Mùi nó mặc đồ áo tay dài với quần dài là chắc là sợ lạnh đó. Lạnh. Chắc trong người có bệnh đó, sợ lạnh nên phải mặc thì cho giữ ấm. Không phải đi chơi gì đâu. Còn nước hoa là sức cho lịch sự. Sức cho giống như là nó thơm thơm cả phòng luôn gì. Đó là cái điểm tốt. Khi người ta lớn là bắt đầu là người ta biết
suy sự sao cho nó tốt. Người đừng hiểu lầm nha, sức nước hoa với lại mặc đồ lịch sự bây giờ cái gì là gì thôi. Cái đồ cái này đầu cổ rồi chứ. Bây giờ tôi quên luôn. Gì vậy? Gì sang quá vậy? Khó quá ngồi, cái áp lực quá sao chơi. Nãy giờ thấy nói nhiều mà. Áp lực quá sao vậy? À đúng không? Tại hôm nay là vì thời tiết nó lạnh đột ngột nên là mặc đồ dài đúng không? Một quần áo thì dài quá. Hàng dài còn... Dài... Ôi dài chứ cởi luôn hàng gì. Mới bị té xe, không phải mang dài che vết thương à. Đúng rồi. Mà sao không đợi nó nguy hiểm vô? Thôi. Dạ. Đó. Hiểm vô. Ngồi sao ta giao lưu với cộng đồng được. Thôi ngồi đây đi. Ngồi khó tập trung bởi vậy. Thôi nãy nói gì mà. Vậy. Thôi qua đây em ơi. Đang tập trung bơi cao không? Phải luyện tập thường xuyên nữa. Kinh đốc si sắp tới rồi. Giết rồi, giết. Giết cũng phải biết mình biết ta không? Máu vô đây sao giết? Giết không có căn cứ, không có tính toán sao giết được. Không giết. Phải máy móc đâu. Sao nãy kêu lạnh quá ác. Giờ hết lạnh vô phòng nó ấm lên. Khó quá. Ê, người đâu mà khó quá. Đó ngồi áp lực quá. Phàm mít không là mít luôn. Giờ giết mạng là có đi không? Hả? Giết mạng đi phải không? Giờ quýnh khô máu nè. Giết mạng đi liền. Giết mạng đi liền rồi không? Đó. Đó. Đó là L3 nè. Rồi mít kè. Đó. Ôi giết mạng đi liền luôn phải không? Thôi đi áp lực quá khó chơi quá à. Thiệt tình với ngồi. Hâm mộ qua ngồi học hỏi cách đánh. Tự nhiên qua chết luôn. Hỏi có thể vào xì bét không? Ngồi xì bét coi chứ ngồi kế bên áp lực quá. Ngồi kế bên nó mới là huyền diệu phải không? Học được những cái thủ ngữ, cái thuật ngữ gì đó. Cái cách đánh đó không? Làm cho đối thủ chủ quan đó không? Giờ thiếu cái đó thôi. Có giết không? Dạ. Ôi không đúp được luôn. Thua rồi, áp lực quá. Có giết không? Nhìn là thấy không đủ đam rồi mới chém nó hết dưới 100 máu kia rồi chém tiếp. Hãy được ngồi tiếp đúng không? Dạ. Được ngồi tiếp đúng không? Thì nói chứ tha đâu mũi. tha đi. Không lên là chết rồi, đi đi tha đi. Thiệt tình chứ khó chịu quá. Cũng thôi giết được rồi đó, Lee Sin giết được nè. Rồi Lee Sin lấy cái nhện luôn. Quy hồn. Thôi. Chơi nãy mua cái kiếm là giết được rồi. Mua liền luôn. Vậy ngồi tiếp cho. Có giết cái mạng đâu. Mà sao vậy? Nếu như ai đụng chạm gì đâu, ai làm gì đâu thì người ta yêu thì đời. Thì kêu hoang hâm mộ qua coi đánh. Đừng có cho ngồi không để biết. Trời ơi, cầm vẹt không ai với top. Thấy chưa? Bây giờ đây là anh bị anh không tập trung đúng không? Vậy là hôm bữa là anh nói em là cái như là ngồi không, chơi game là không. Hôm bữa là em bị Vũ đúng không? Hôm nay Vũ bị anh chết tiếp. Ấy em biết là chết tiếp. Thì đó chơi game mà giờ áp lực. Kỳ quá. Rồi chiến chiến bao lâu năm rồi bây giờ vẫn còn bị áp lực. Hồi đó chứ nó đấm rồi. Hồi bích lít luôn. Bánh lớp thần trưởng luôn. Rồi luôn, có máu luôn.
thua Lan luôn. Đó chứ đang ngồi học hỏi là đang ngồi suy nghĩ về một cái học hỏi xa nào đó này. Học hỏi đúng không? Nè, giờ là quay dân rep đó, chỉ okay, từng hình luôn. Okay. Xong về. Không có được, chứ phải tập trung nha, không okay, có được suy nghĩ okay. Về cái phương xa rồi đó nha. Đúng, ok. Giờ này là có sao, có cái gì, có chúc ngon chưa? Có mua mắt chưa? Chúc bạn nào đó cũng ngon nha, mình có mua mắt chưa? Thay là chi, mình chúc mọi người cũng ngon. Và một người đặc biệt nào đó cũng ngủ ngon luôn. Ai? Vậy gì chúc Phong Long rồi chúc mình ta chúc người đặc biệt của ta chứ lẽ ta không có người đặc biệt, không nhiều người đặc biệt nè. Có giết không? Giết quýnh gì mà kêu giết mạng đi, đợi nãy giờ không thấy giết. Giờ lẽ lâu lâu mới có người qua học hỏi, không lẽ giờ mình giết cái mình đi rồi sao học được nhiều tinh tí. Trời ơi, không bắt à. Rung nè, rung nè. Tiếp tiếp nè đó, một con. Đúng rồi. Rồi mít luôn. Hai con. Rồi mít luôn. À, giờ là ăn không chừa một con nè. Không, không. Ba con. Không. Bốn con. Kỳ quá à, qua học hỏi quýnh đúng được lực cái ơi. Điện thoại sạc pin này đủ chưa? Pin đây đi, còn gì kìa. Công rồi. Bỏ lỡ tin nhắn là bị giận hờn mua bơ đó. Qua học hỏi mà không có quýnh hết sức cho anh ta học. Thầy quá em. Còn mấy qua học đủ. Em hết sức điện chủ. Giờ là từ nay điện thoại là không để chế độ im lặng nữa phải không? Mà để chế độ là có tin nhắn là nó ré lên nó báo như là có giết không? Không? Không giết thì về luôn đi. Đó, tắm nè. Đấm hay mít nè, đấm. Rồi. Có chết không? Giết mạng cho đi coi. Giờ sao giết, giờ làm khó quá sao giết. Giờ cái chuyện này nó không thể nào xảy ra được. Đi chết mạng nữa đi cho đi. Chết mạng cho đi không? chết mà không có mục đích là đồng đội chửi. Ờ mất luôn. Rồi ăn hết nha. Bắt buộc là phải ăn hết rồi. Ăn hết nha. Thôi. Đó mất một con. Thôi. Rồi không mất hai con luôn. Áp lực quá. Rồi nha, đấm nè. Rồi. Này lỗi đam á. Sao ta lan xuống dưới đây. Thôi về. Dưới kìa, dưới AD kìa, không dưới. Đó. Phải không? Vậy giết cái là đi đúng không? Đi liền luôn. Bằng mọi giá là phải giết nè. 1, 2, 3, đó. Nè, tóc bí vô cho chắc cú luôn nè. Thôi thua rồi. Đâu gì? Thôi, sao hết cái bóng kia? Họ không muốn đi đúng không? Nói, không muốn đi thì nói. Vậy là được ngồi tiếp đúng không? Thôi đi đây. Đây đi nha. Lập quá, đi đi đi. Đi nha. Đi đi đi. Đi lát rồi, thí dụ xanh sao cho quay trở lại không? À, cho quay trở lại. Đi nha, đi thiệt nha. Ẩm thực quá, khó chịu quá. Giết, không giết, đánh rồi cứ thả tao hoài. Hỏi sao Việt Nam phát triển lên được. Sưởng đó luôn rồi, sưởng luôn. Đó. Mày để cho cơ mặt nó bình thường trở lại. Có thiệu trường thì đánh sân khấu mà như vậy là chết. Đơ cái cơ mặt luôn.
ty chưa ta? Đó, chuối về liền. Ồ, nó chạy như cái máy điện vậy á. Chứ rê thứ thằng bụi mập kia chứ. Rê thứ nó. Trời ơi, nó mạnh dữ vậy. Quỷ nhà anh như lỗi vậy. Bây giờ tôi không lo tập trung thôi, tôi ba anh nhà anh. Kiếm nè, 214 đam. Đầu tiên khó khăn quá. Không gặp nhện nha. Sạc. Ê. Bắn phá đi anh ơi. Hết cho máu nổi. Dạ nó ơi. Trời ơi, nguyên con, ê, tha bé. Được, chạy nhanh dữ hả? Ôi, nhìn nó chạy à. Cái lựu đạn. Đó, sức nào. Chạy kinh gì á.
Mình làm cho đời đi. Đuối quá mà vậy, hại quá thì. Thương yêu lên rồi bắt đầu hại hạnh phúc rồi đi hại người khác à. Sao rồi? Rồi, ngồi ngồi nó đi, ngồi nó đi. Nghe nhạc nghe đồ ấy, giải trí đi. Giết hai xác rồi nè. Thể hiện coi coi. Giờ tay không có vũ khí sao thể. Có vũ khí mới thể được chứ. Lê 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 dưới đường. Thôi nó mà ai cầm ship ra một cái là nó xác định nó. Thể hiện kỹ năng lift boost coi. Đó, boost chứ lift, đó. Hồi thêm kia nữa hả? Thôi buông chuột đi. Hồi quýnh là không có buông luôn nha. Ủa sao kỳ vậy? Bởi vì khó mà thôi đi đi, để cho người ta gì coi. Ừ, nhưng qua đây cái chết là mà bên kia giết người là sao? Thì cứ nhận lỗi chứ. Thôi. Thôi. Đó. Thành thánh lắm mà. Có tài le làm gì không? Khó luôn. Binh binh anh binh binh. Chuyện đó. Đi nha. Đi đây, đây. Nó giết người không đi. Chán quá. Diễn sao qua ngồi nha. Ờ, diễn sau. Diễn sau đi, diễn sau đi chứ mà lâu lắm. Mà đi ăn đi. Đi ăn tiền thể về luôn đi. Nhắn tin với người ta đi. Tìm nhìn Lục Dương không vậy ta? Lập mình lập bất tâm tâm rồi. Giờ mới giết nổi con ít riêu nữa chứ đừng nói mấy con khác nha. I'm coming, tôi tới đây, tôi tới đây. Rất cái cò nữa kìa.
đó, có cơ hội lật kèo rồi đó. Ấy vẫn chưa đủ vì tình yêu tìm đến chúng ta em nào đâu có hay em anh bên nhau đã đến như trong giấc mộng. Giờ anh lên đồ tinh bột quá ấy, xanh thì tinh bột đó. Thả đi. Đi chung một cái nó đùng nhưng biết sao đỡ luôn. Rồng hả? Bỏ rồng đi mọi người. Bỏ hết đi. Ăn cái trụ không nổi chứ. Ồ, nó nợ nô ti luôn rồi. Đấu thì cấy thì à, vương vai, đúng vậy mà vương vai. Đi chơi. Chạy cái quê vô mày. Ờ tao nó ăn thiệt luôn rồi, nó đâu cần quơ quyển gì đâu. Rồi ăn cái tốc độ ánh sáng luôn chứ. Ủa nó mạnh dữ hả? Mà anh bớt mét riêu không nổi luôn. Sắp đầu kiếm rít nữa nè, đợi. Hey. Yeah. Cảm ơn mọi người, mấy người đó mọi người cứ lờ được rồi. Tại vì đang lên game á, nó không gì thôi. Cứ lờ đi, còn tôi mà tôi táo là tôi thấy các bạn. Đừng để những điều không hay làm ảnh hưởng đến cuộc vui.
giật cho ta. Ồ, 900 mới đủ à. Để mấy bạn cái quăng game kìa. Reset ra. Thì cái thằng Adriel này ghê ghê sao vậy? Nhìn Adriel ghê ghê sao ta? Không bắt được phát. Còn giờ nó mạnh. Bệt chết nổi ai nữa. Đu lè đu lét. Đơn giản, nó đơn giản như hà lội. Rồi chạy lên ơi. Đợt tiêm mạng quýnh hay quá. Chết không?
quyết ép, không quyết ép. Đây, 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 combat nè. Trời ơi, nó làm lẹ vậy. Nước còn tát đó thím ơi, chưa. Bám được như máu á, bắt trên nào đồ. Lại nè, để tôi đổi ghế chiến nè, nát quăng cái ghế mày nát. Ủa đâu mất hết cái ghế rồi. Tay là chuột là tùm lum à. Đó. Play tôi đây.
bị hành quá, bị mũi nó hành quá, đơ cái mặt luôn, đơ cơ xương, đơ cơ hàm, không có nói năng gì. Sao quý vị dù gì hót ngoài rừng. Thành đó tại vì mấy cái người ta không biết người ta gây quơ về cái mục đích gì hay là cái gì đó là thôi rồi thứ cho là có cái mục đích gì đi. Thì cái mục đích của người ta cũng không làm ảnh hưởng gì. Thứ nhất là tôi đúng không, là nhân vật chính đâu mà tôi không bị ảnh hưởng gì hết. Thứ hai là mọi người, ví dụ mọi người không thích nghe thì mình cứ lờ đi, mình hơi đau mình tranh chấp, mình tranh luận tranh cãi người ta làm chi, đã như người ta đã đạt được cái mục đích người ta đó, rồi mình vui mình cứ vui cái chuyện của mình thôi, đâu mình quan tâm mấy chuyện đó. Còn mình ra mình thấy những cái nào phản cảm hay gì đó hoặc tình hợp lý thì mình cấm thôi. Tại người ta chỉ lợi dụng lúc mà những lúc mình in game thôi người ta mới làm được, tại room mình không có mod mà, room mình là tự do ngôn luận, nó phương thừa cái kẽ hở người ta lùa quân vào người ta. Ừ, chi này không chim, anh chi chắc là không chim từ đây đến cuối tháng luôn á, mình nghĩ là vậy. Tại vì người ta có một cái cuối tháng là cuối tháng sau á nha, cuối không biết cuối của tháng nào rồi, tôi cũng chắc chắn mới tháng 2, tháng 3 chứ. Giờ mới tháng 3 đúng không? Tháng 2, tháng 3.